cái ngày mà bác ở Pháp về nhé, mà nó không bố trí bác về bằng máy bay, bố trí bằng đường biển, đi lênh đênh cả tháng trời trên biển mới về đến cảng Hải Phòng, trong khi nước nhà thì bao nhiêu công việc, nước sôi lửa bỏng, kháng chiến đến nơi rồi, mà giữa biển khơi mênh mông như vậy, nó lại đánh điện, cái tên Đắc Giang Liêu là tên cao ủy Đông Dương đấy, đánh điện mời bác về Cam Ranh để hội kiến nha. Ta đi tháp tùng bác ta cũng lo chứ, có nên để bác đi không? Nó gài bẫy ngoại giao, rồi thậm chí nó có thể ám hại thì làm thế nào? Đấy, chưa kể biết bao nhiêu thủ đoạn khác. Bác bảo không sao cả, cứ để bác đi. Và các chú đi cùng với bác, các chú đây là toàn là cán bộ cao cấp đi tháp tùng bác. Quả nhiên nó đặt một cái bẫy ngoại giao, nó bố trí những chiến hạm chỉ cứ nòng pháo vào phía bác, ra vẻ tôn trọng bác nhưng thực rất là đe dọa đấy. Bác ung dung lấy bàn tay bịt nòng pháo, đấy là một thông điệp không lời, tức là Việt Nam không muốn chiến tranh, Việt Nam chỉ mong muốn hòa bình thôi, nhưng không chiến tranh nào đe dọa nổi Việt Nam, không một thế lực nào đe dọa được Việt Nam. Thế đó mà, bịt nòng pháo là thế. Và nó hỏi một câu hỏi rất là khiêu khích: Chủ tịch đang bị đóng khung giữa hải lục không quân. Nó bố trí hải lục không quân, sĩ quan danh dự mà mặc lễ phục, gươm súng tuốt trần cả, mời bác đứng giữa chụp ảnh, quay phim. Nó bảo chủ tịch có cảm giác mình đang bị bao vây không? Đầy khiêu khích. Bác trả lời thế nào? Các ngài nhầm to, các ngài chỉ là cái khung ảnh của tôi thôi. Không ngờ bác có một bản lĩnh như thế, mưu lược như vậy, cho nên nó cũng bắt đầu phải chùn lại. Thế mà bác là người rất cao thượng, không bao giờ chấp nhận những cái trò nhỏ mọn tiểu tiết, bác gọi là tiểu khí. Bác chủ động ôm hôn tên Đắc Giang Liêu. Chúng ta đi tháp tùng bác ta cứ hết ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, không hiểu sao bác lại ứng xử như thế. Nó là thực dân. Bác còn nói là ngài là một người lính dũng cảm của nước Pháp. Thế là chúng ta có phần chất vấn bác, ý phê bình bác ấy. Bảo tại làm sao mà bác lại hôn nó? Bác cười, bác bảo chứ đánh nhau thì đánh nhau, hôn nó một cái có mất cái gì đâu. Đấy, thì đúng là phong cách bản lĩnh Hồ Chí Minh, chỉ có ở Hồ Chí Minh. Đấy, tất cả những điều đó bây giờ trong hoàn cảnh hội nhập quốc tế giữa bạn bè các nước với nhau, mà chủ trương của ta, của bác là làm bạn với tất cả các nước, thêm bạn bớt thù, càng nhiều bạn càng tốt, càng ít thù càng tốt, không có kẻ thù là tốt nhất để tồn tại và phát triển, thì ta mới học được bác những cái bài học ứng xử rất tinh tế. Đấy, thì có thể nói bao nhiêu chuyện như vậy để quy tụ vào một cái câu kết này, đó là ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là cả cuộc đời của bác, cả sự nghiệp của bác. Cái quan hệ của nó ở đây là thế nào? Tôn trọng nhân dân là tiền đề, trước hết phải tôn trọng dân đã, phát huy dân chủ là điều kiện, là để thực hành, và chăm lo lợi ích của nhân dân là mục đích cuối cùng. Đúng như Đảng ta nói, dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh. Đấy, một chủ đề thôi mà ý nghĩa sâu sắc về lý luận, phương pháp, phong cách và tác dụng của nó trong điều kiện phát triển hiện nay là như vậy. Để đạt đến cái đích là chúng ta làm thế nào để cho dân tin, dân yêu, dân kính trọng và dân ủng hộ. Cho nên có khi chúng ta hỏi bác một câu là bây giờ đảng cầm quyền rồi có gì đáng sợ không bác? Bác bảo đảng, đảng cách mạng chân chính chỉ vì dân, phục vụ dân thì có gì mà sợ. Người cách mạng, đảng cách mạng không sợ bất cứ một cái gì. Rồi bác trầm ngâm, bác không nói, bác suy nghĩ, đượm buồn trên đôi mắt, ánh mắt, và bác nói một câu này: bác có một điều rất sợ các chú ạ. Rồi bác im lặng. Ta đợi mãi không thấy bác trả lời, mới mạnh dạn hỏi tiếp bác: thưa bác, điều gì làm bác sợ vậy? Thì bác nhìn thẳng vào chúng ta, bác nói: bác sợ nhất các chú. Ta có hiểu ý bác không? Bác sợ nhất các chú, không phải sợ con người các chú đâu, mà là sợ các chú hư hỏng, bị dân ghét, dân oán thì mất hết. Sợ là thế. Trong con người bác
có rất nhiều hình ảnh của Nguyễn Trãi đấy nhé. Chở thuyền là dân, lật thuyền là dân, việc nhân nghĩa cốt ở yên dân. Đấy. Trước khi viết, sau khi viết di chúc, Bác trở đi trở lại Côn Sơn. Côn Sơn ở Hải Dương, Chí Linh, nơi có rất nhiều tấm bia chữ Hán ghi công trạng của Nguyễn Trãi. Bác muốn đọc kỹ, hiểu thấu để rồi truyền lại cho chúng ta bài học an dân trị quốc, quốc thái dân an. Thế bác đọc chữ Hán thì như chữ Việt mà. Thế đồng chí bí thư tỉnh ủy đi tháp tùng bác, chăm thấy bác đọc chăm chú quá, thế là cũng ghé vào đằng sau lưng bác để cùng đọc. Thật ra là cùng xem thôi, vì chúng ta có đọc được chữ Hán đâu. Bác quay sang bác hỏi một câu rất thân thành là: thế chú cũng đọc được chữ Hán à? Bảo thưa bác không ạ. Bác bảo thế thì chú đứng lui ra, đừng che bác, để bác đọc rõ rồi bác dịch lại cho chú nghe. Càng thêm một lần nữa, phong cách ứng xử dân chủ, tôn trọng con người, luôn luôn giản dị lịch thiệp, không bao giờ cao đạo, không bao giờ nghĩ mình là lãnh tụ, là vĩ đại cả. Thì đấy là bác. Đặc biệt nữa này, thực hiện cho được chăm lo đời sống nhân dân ấy, là ta nhớ trên cả hai cái bình diện vật chất và tinh thần ấy. Cho nên tại sao bác lại dặn là chúng ta phải làm ngay năm 46 đấy, làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc, làm cho dân có chỗ ở và làm cho dân được học hành, tức là cả vật chất lẫn tinh thần. Phải làm được đúng bốn điều ấy để nhân dân phấn khởi, hưởng được quyền tự do dân chủ, xứng đáng là người dân một nước độc lập. Thế còn trong di chúc thì đến phút chót vẫn viết là miễn thuế nông nghiệp cho bà con nông dân, để bà con hì hà, mát dạ, mát lòng, yên tâm phấn khởi sản xuất. Đặc biệt nữa, bác lại dặn tất cả mọi điều, tất cả chỉ vì dân thôi. Ta điểm lại tất cả các thời kỳ lịch sử nhé, nhất là bước ngoặt, thì bao giờ câu hỏi và câu trả lời bác tìm kiếm đấy đều chỉ xoay quanh cuộc sống của dân thôi. Nó có mấy chi tiết như thế này. Các đồng chí biết ông Lê Văn Hiến không? Ông Lê Văn Hiến đã từng là Bộ trưởng Bộ Tài chính của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong cái giờ phút toàn quốc kháng chiến, bác cho mời đến gặp. Bác hỏi mấy câu như thế này có thiết thực không? Tức là chuẩn bị cho quyết định là rời tất cả, đi lên Việt Bắc đấy, để lại Hà Nội chìm trong khói lửa, dù vẫn là thủ đô của Việt Nam, tạm thời như vậy. Bác hỏi là chú cho bác biết, đến giờ phút này chú chuẩn bị được bao nhiêu gạo, bao nhiêu muối, bao nhiêu thuốc dầu hỏa rồi, và bao nhiêu thuốc ký ninh. Gạo và muối là cái quan trọng nhất để nuôi dân và nuôi cán bộ. Dầu hỏa để thắp sáng vì lên núi rừng không có điện. Ký ninh là thuốc phổ thông nhất, cần nhất để chữa sốt rét. Lo cho dân, lo cho cán bộ, chiến sĩ, quân đội từng ly từng tí một như thế đấy. Còn trong sinh hoạt đạm bạc hàng ngày, các đồng chí có thể hình dung nổi không? Bữa ăn của bác nhé, ngay trong kháng chiến thôi, vào thăm các làng, các bản, bác bảo chỉ cần gạo thôi mà, có gạo nấu cơm đủ ăn no là được rồi. Thức ăn là gì các đồng chí? Thức ăn bác hỏi đồng bào thế này này, đồng bào ở nhà có vừng không? Vừng, cái muối vừng ấy các đồng chí, vừng, chỉ cần cơm, muối vừng và lá chè xanh thì rất sẵn, đun lá chè xanh lên, chan vào bát cơm có muối vừng và nước trà xanh, thế là xong bữa. Bác sống cả một đời kiểu như thế, làm gì mà chả khổ sở, vất vả, lại có bệnh tật, bác không sống thọ lâu hơn được, cũng chỉ vì những điều như thế đấy các đồng chí. Đặc biệt nữa này, xung quanh câu chuyện cái áo của bác, cái bàn chải răng của bác, đôi bít tất của bác cũng đi vào lịch sử như huyền thoại vậy. Đôi dép của bác cũng vậy. Lãnh tụ mà mặc áo vá, bác tự tay khâu lấy khuy áo đứt ra thế này, không cần nhờ nhân viên phục vụ, bác rất không muốn nhờ ai cả, tự làm lấy hết. Cái gì cần nhờ thì mới nhờ. Mấy đồng chí vào phòng bác, thấy bác cặm cụi ngồi khâu áo mà không nghỉ trưa, xót xa khóc. Thế là
Bác bảo đến gặp bác thì phải vui lên, sao cứ khóc vậy? Và bác nói ngay này, cô chú nào khéo tay cho bác nhờ một chút. Bác nhờ cái gì vậy? Lộn cho bác cái cổ áo. Ngày xưa ta nhớ thời bao cấp nhé, là tem phiếu mà, từ lãnh tụ cao cấp đến nhân thường là đỉnh mấy mét vải cả. Và đây ra đến hội nghị trung ương, bác nói một câu đi vào lịch sử nhé. Chủ tịch nước mà biết mặc áo vá là có phúc cho dân đấy. Thì cũng như là một triết lý sống, một thông điệp vậy. Bây giờ điều kiện khác, hoàn cảnh khác, không còn túng thiếu như vậy nữa. Nhưng mà cái đạo đức của bác ấy thì mãi mãi là chúng ta có thể thực hiện được. Các đồng chí biết một điều nữa là thế này. Tại sao mà trong sinh hoạt hàng ngày bác hay đi dép? Đôi dép cao su của bác đi vòng quanh thế giới như một huyền thoại. Nhưng bác lại dặn chúng ta thế này này, các đồng chí cũng thế, bác cũng đi nước ngoài nhiều, các đồng chí biết rồi. Những người đi tháp tùng bác, đi cùng đoàn công tác với bác ấy, bảo với, bác bảo thế này nhé, đi công tác với bác ăn mặc thế nào thì bác tự lo nhé, còn các cô các chú phải thật diện vào, đây là bộ mặt quốc gia, không được xuềnh xoàng đâu. Thế là ta thì cứ súng xính com lê với áo dài, mà bác thì vẫn bộ quần áo kaki đôi dép, thương bác lắm. Thế là mới bàn nhau, mấy đồng chí nam giới ấy, bàn với nhau lấy gặp ông Vũ Kỳ. Ông là tay hòm chìa khóa của bác mà, để nhờ ông mở tủ áo của bác. Dưới cái tầng dưới, cái ngăn dưới là có cái đôi dép đo kích thước, để đóng một đôi giày thật đẹp, thật vừa, bí mật mang lên máy bay. Đợi bác đọc báo trên máy bay, thấy bác gấp tờ báo che mặt, tưởng bác ngủ. Thế là mới rón rén xuống giấu đôi dép của bác đi, để đôi giày vào đấy. Để bác đi mà, vì bác cứ đi dép mà ra nước ngoài thế là ta cứ áy náy. Ai ngờ đâu, bác biết hết. Lúc máy bay hạ cánh chuẩn bị bắt đầu xuống sân bay rồi, bác bảo dép của bác đâu rồi, chú nào lại giấu của bác rồi. Thế ta bảo thưa bác, họ cất hết vào khoang máy bay không lấy được đâu ạ. Vì lại có đôi giày bác đi. Bác bảo không, chú vén cái màn cửa ra, dép bác trong đó đấy, ta giấu trong đó mà bác biết hết. Ta xem, thì đó là huyền thoại. Thế bây giờ cũng vậy. Có một lần chúng ta đề nghị với bác, hỏi bác một câu là xin bác cho làm hội trường, làm nhà ở mới cho bác, làm phòng tiếp khách quốc tế cho bác sang trọng. Nói rất say sưa. Nghe xong bác bảo chú nói xong chưa? Bảo thưa bác đã trình bày xong đề án, bây giờ xin bác ý kiến chỉ đạo. Bác bảo bác không có chỉ đạo ai cả, bác chỉ muốn hỏi chú một câu thôi. Câu ấy là thế này này, là các chú có còn việc gì để làm nữa không? Thế là bác bỏ hết, bác không cho xây. Bác bảo chú nên nhớ, cách mạng lấy sức mạnh trong lòng dân, chứ không phải ở ngôi nhà to hay nhỏ. Bác ở thế này là đủ lắm rồi, thôi chú đi về làm việc đi, và đừng bao giờ nhắc lại với bác điều đó nữa. Đấy, tất cả những điều này bây giờ cho chúng ta một bài học sâu sắc về vấn đề luôn luôn phải lấy dân làm thước đo. Cái luận điểm mới nhất của đảng ta gần đây là gì các đồng chí? Đó là sự hài lòng của người dân là thước đo quan trọng nhất về năng lực lãnh đạo quản lý và đạo đức của cán bộ. Các đồng chí nhớ nhé, sự hài lòng của người dân, đối tượng phục vụ, chúng ta phục vụ đấy, là thước đo quan trọng nhất về năng lực lãnh đạo quản lý và là đạo đức của cán bộ. Còn niềm tin của dân đối với đảng là tài sản vô giá của đảng ta lúc này. Thì càng cho thấy ý nghĩa sâu sắc của cái chủ đề này trong việc thực hành tư tưởng đạo đức phong cách của bác. Và đặc biệt là bác của chúng ta tự tay đánh máy lấy bản di chúc này các đồng chí này. Bác vẫn có cái máy chữ cổ mang từ thời kháng chiến về, và bác tự tay đánh máy lấy bản di chúc này. Và bác ghi rõ là Hà Nội ngày 15 tháng 5 năm 65, tức là cái tháng năm sinh nhật, lúc 75 tuổi, bác ký tên là Hồ Chí Minh. Và bác tự tay viết bên trái một dòng chữ viết tay đấy là chứng kiến của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương. Bí thư thứ nhất tức là Tổng Bí thư đấy. Thời bấy giờ là đồng chí Lê Duẩn, thì đã bác mời đồng chí Lê Duẩn đến ký cho bác một chữ ký chứng kiến.
Xung quanh câu chuyện này có mấy điều cần phải giải thích. Thứ nhất là việc viết bản di chúc để lại cho đời đấy vào dịp sinh nhật là cả một bản lĩnh văn hóa. Đấy. Bác chọn tháng 5 để viết di chúc là tháng sinh nhật mà. Sinh nhật tức là biểu tượng của sự sống, mà di chúc tức là một cái dấu hiệu người ta đã đến lúc ra đi, tức là cái chết, biết rõ giới hạn sự sống của mình. Thế thì lấy sự sống vượt lên cái chết, chọn ngày sinh nhật để viết di chúc, đó là một bản lĩnh văn hóa Hồ Chí Minh. Cái điểm thứ hai là viết di chúc mà lại không buồn, mà lại vui, thì đây chính là cả một cái tâm hồn của Hồ Chí Minh. Nói như Thủ tướng Phạm Văn Đồng là một tâm hồn lộng gió thời đại. Ta mở bản di chúc của bác ra, ta thấy bác viết một dòng là tài liệu tuyệt đối bí mật. Một bên là mừng sinh nhật 75 tuổi. Đấy. Thì đấy là điều chúng ta rất đáng phải nhấn mạnh để nói về cái yếu tố văn hóa, cái tâm hồn tư tưởng của Hồ Chí Minh xung quanh việc lựa chọn thời điểm, thời gian để viết di chúc. Bác viết là tài liệu tuyệt đối bí mật vì bác sợ dân biết, dân lo lắng cho sức khỏe của bác. Ta nói thêm về cái hoàn cảnh lịch sử ra đời di chúc. Năm 1965, ta nhớ cái sự kiện ngày mùng 5 tháng 8 ấy, năm 64 nhé, là Mỹ gây ra cái sự kiện Vịnh Bắc Bộ để lấy cớ ném bom miền Bắc và bắt đầu đưa miền Bắc vào thời kỳ có chiến tranh phá hoại, để nó ngăn chặn miền Bắc chi viện cho cách mạng miền Nam. Trong hoàn cảnh ấy, bác đã 74 tuổi và bác triệu tập hội nghị chính trị đặc biệt được gọi là hội nghị Diên Hồng của thời đại mới. Này, thì ngay năm sau, năm 65, bác viết di chúc để lại. Cái bản di chúc này, nếu các đồng chí nghiên cứu kỹ lịch sử của đời bác đấy, thì ta sẽ thấy nó nằm trong cái bước ngoặt 20 năm của đời bác. Tôi nói bước ngoặt 20 năm là ta tính từ 1925, là bác ở Pháp, ở châu Âu, ở phương Tây. Lúc bây giờ trình độ tiếng Pháp của bác đã hoàn toàn thành thục, đến mức bác có thể viết cả một tác phẩm lý luận lớn, nhan đề là Bản án chế độ thực dân Pháp bằng tiếng Pháp. Đấy. Người ta coi cái việc viết tác phẩm Bản án chế độ thực dân của Nguyễn Ái Quốc đấy, nó như là một lời tuyên án pháp lý đối với chủ nghĩa thực dân, kết án nó về mặt văn bản, về mặt pháp lý. Thì 20 năm sau, đến năm 1945, trong tư cách là chủ tịch chính phủ lâm thời của nước Việt Nam là Hồ Chí Minh, thì bác viết tuyên ngôn độc lập ở ngôi nhà 48 phố Hàng Ngang, cái ngôi nhà mà gia đình ông bà tư sản Trịnh Văn Bô dành cho bác và Trung ương ở trước khi mà ra mắt quốc dân đồng bào. Và tại cái ngôi nhà ấy, bác là người viết tuyên ngôn độc lập để tuyên đọc tại quảng trường Ba Đình vào năm mùng 2 tháng 9 năm 45. Thế thì giữa bản án thực dân Pháp với tuyên ngôn độc lập là cách nhau 20 năm. Ta gọi là bước ngoặt của bác 20 năm. Nếu bản án chế độ thực dân là tuyên án về mặt pháp lý, thì đến tuyên ngôn độc lập chính là thi hành bản án. Đúng như tên thực dân Ác Ngô, kẻ mà được thực dân Pháp đấy phân công theo dõi hành trình tung tích của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp. Nó đã ghi vào hồ sơ mật thám thế này này: Nguyễn Ái Quốc là một nhân vật nguy hiểm. Nguy hiểm vì lật đổ đó thì nó coi là nguy hiểm thôi, mà phải lật đổ được thực dân mới giải phóng được cho đồng bào mình. Và nó đánh giá về bác rất đúng. Nó nói là con người này
bên ngoài mảnh khảnh vậy thôi, chứ bên trong là chất chứa một nghị lực phi thường. Biết đâu rồi chính con người này sẽ đóng đinh trên quan tài của chế độ chúng ta. Thì tuyên ngôn độc lập chính là đóng đinh trên quan tài chế độ thực dân. Ta đọc tuyên ngôn ta sẽ biết, một dân tộc đã gan góc đứng dậy chống ách thực dân đô hộ ngót 80 năm nay, bây giờ đã giành được độc lập và xứng đáng được hưởng quyền tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để quyết giữ bằng được nền độc lập đó. Cho đến khi toàn quốc kháng chiến thì lại thà hy sinh tất cả, quyết không chịu làm nô lệ. Đấy, bước ngoặt 20 năm là...